Chào các bạn, cái con quay cộng lực AS này anh Phi đã đăng hàng từ lâu lắm rồi nhưng mà chưa có thời gian để làm review. Thực sự ra mà nói đây là một cái con quay AS hàng fake thì cũng không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì cái hãng mà sản xuất của cái con quay AS này á thì nó rất là quen thuộc với chúng ta. Những ai đã từng chơi những cái dòng Yo-Yo của QCR rồi thì các bạn sẽ thấy cái logo này rất là quen thuộc. Đây chính là cái logo của hãng QCR. Hãng QCR là hãng nào sản xuất con Yo-Yo gì thì các bạn chờ anh Phi chút xíu, anh Phi sẽ mang cái con Yo-Yo đó ra cho các bạn xem ha. Đây chính là con Yo-Yo Champion 3 đây. Đấy, Champion 3, cái con Yo-Yo này cũng khá là nổi tiếng và được các bạn chơi Yo-Yo dòng hàng bình dân rất là yêu thích. Đây chính là cái logo của hãng QCR. Và hai cái logo này là tương thích hoàn toàn luôn. Đấy, cho nên cái con quay này anh Phi nghĩ cái chất lượng nó chắc cũng không có phải đến nỗi kém đâu hả các bạn ha. Nhưng mà do trong thời gian vừa qua anh Phi bận rộn quá, anh Phi không có làm review cho nó được. Cho nên ngày hôm nay anh Phi sẽ tranh thủ làm review cho cái con quay AS của hãng QCR này. Và bây giờ thì chúng ta xem coi nó có bao nhiêu màu nha các bạn. Hiện nay thì anh Phi đang đăng ở trên trang Sen Đỏ, tại cửa hàng Abo là có 3 màu. Đấy, các bạn thấy ha, đây chính là màu đen ha. Đây là màu đen này, thực sự cũng không phải màu đen đâu các bạn, tay cầm màu đen nhưng con quay nó màu vàng và sen đen. Đây là con quay màu xanh và đây là con quay màu đỏ, nó còn quay màu xanh lá nữa nhưng mà anh Phi không có mang về. Đấy ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ khui cái hàng con quay AS của hãng QCR này ra xem coi cái chất lượng nó như thế nào. Ngày xưa thì anh Phi cũng có làm review cho một cái con quay AS nhưng mà cái hàng đó thì cái chất lượng nó cũng ở mức tương đối so với cái con quay AS này thôi. Cái giá nó thì cũng thấp hơn nhiều các bạn, cái giá nó cũng chỉ có hình như theo anh nhớ hình như 90 hay 95 ngàn gì đó thôi. Thì con quay này hiện nay giá tại cửa hàng Abo là 145 ngàn. Về cách đóng gói của cái con quay QCR này thì với hãng QCR thì anh Phi không có những cái dấu hiệu gì có thể nghi ngờ nó. Tại vì nó từng sản xuất ra những cái dòng hàng Yo-Yo với cái chất lượng khá là tốt. Cho nên chúng ta đạt được một cái niềm tin nhất định. Chẳng hạn như những cái Yo-Yo dòng QCR thì nó có những cái con khác nữa rất là ok ha. Nó có một cái bộ sưu tập mười mấy con trong một cái vỉ kìa. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái dòng hàng đó nó không có về cho nên anh Phi cũng không có giới thiệu cho các em được. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ khi khui cái hộp hàng này ra thì cái hộp nhựa này nó gồm có hai lớp, một lớp trên và một lớp dưới. Lớp trên là để ém lại, nó giống như cái phần chiến long xạ thủ phần 3 vậy đó các bạn ha. Và đây sau khi khui ra thì chúng ta sẽ thấy nó như vậy. Hồi nãy giờ chúng ta bị nhầm ở đây chính là cái con quay nhưng thực sự không phải, đây chỉ là một cái hình ảnh của con quay thôi chứ nó không phải con quay. Đây thấy không, đây chính là một cái logo của nó thôi ha. Và đây chính là con quay. Nhưng cái con quay này á nó chỉ có một con thôi nha các bạn, không có hai con như các bạn thấy ở cái dòng quay AS khác, mà nó chỉ có một con thôi. Và nếu chúng ta muốn có hai con để thích với nhau á thì chúng ta phải mua hai bộ ha. Đó, đây nó giống như con quay Nado 5 rồi các bạn ha. Nó cũng nói chung á là ui cái cánh này nó bén hơn dòng Nado 5 nha các bạn. Các bạn đừng đưa tay vô nha, anh Vy mới đưa tay vô anh Vy cảm thấy rất là đau ha. Đây chính là cái dòng quay của hãng QCR. Cái con quay cộng lực ngày xưa anh Phi review cho các em á là nó có hai con rõ ràng và nó vô là nó hút nhau, nó sẽ trở thành một cái con quay cộng lực rõ ràng. Nhưng ở đây á, con quay này thì nó có chỉ có một thôi, cho nên là chúng ta gọi là cộng lực thì cũng phải xem lại. Nó còn một cái nắp trên nữa nhưng mà con này thì lại không có cái nắp trên, cho nên ở đây tạm thời gọi là con quay QCR thôi chứ chúng ta chưa thể gọi nó là cộng lực. Nhưng với cái chất lượng của nó mà chúng ta có thể thấy được chơi giống Nado 5 thì hoàn toàn chúng ta có thể tin tưởng được, bởi vì cái lực quay của nó khá là nhẹ nhàng các bạn ha. Anh Vy giật nhẹ ra một cái thôi, nó chơi thay cho Nado 5 cũng được, giá nó tương đối rẻ so với Nado 5. Các bạn thấy nó quay không, rất là ok và cái lực nó phát ra nó nói chung là ổn ha. Chất lượng tay cầm nhựa thì cũng rất là ok. Rồi cái dây giật hay là cái bộ phận đi kèm, và cái hãng QCR là cái hãng chúng ta có thể tin tưởng được ha các bạn ha. Đây chính là cái con quay vòng quay
bằng cánh bằng kim loại ha, nó có khả năng hút với nhau do nó là cái phần này nè, nhưng nó còn một cái phần trên nữa, nhưng mà riêng cái phần hàng này do nó về lẻ cho nên nó không về đủ bộ, nó về những cái bộ đơn thôi cho nên nó không về cái bộ combo của nó, cho nên nó có cái phần hút ở trên đấy, cho nên là chúng ta chỉ thấy được một cái con quay cơ bản nó như vậy và nó chưa có phần hút thả ha các bạn ha. Và hy vọng sắp tới là cái cánh hàng họ nhập cái dòng hàng này nè, họ sẽ về cái con quay cái phần hút thả ở trên, nhưng chúng ta cũng sẽ không hứa hẹn gì được đâu, tại vì cái phần này hiện nay không có được chiếu phim, cho nên nó là cái dòng hàng nó đi cũng tương đối nhẹ nhàng thôi. Nó chỉ dành cho các bạn từng biết quay qua và từng biết về cái chất lượng của cái hãng Quixia ha. Nó không có cái phần hút ở trên nha các bạn nhé. Các bạn lưu ý phần này, các bạn đừng có nhìn cái hình này mà các bạn tưởng tượng đây là một phần hút ở trên, nó tưởng tượng ra hai con ha. Để anh Phi còn bị nhầm muốn hồ gì cho các bạn ha. Rồi, anh Phi khẳng định lại một lần nữa, nó chỉ có một cái bộ nó như vậy thôi. Tất cả các phụ kiện đi theo đó là nó không có, bởi vì chất lượng nó cũng tương đối rẻ, cái giá của nó tương đối rẻ nhưng mà chất lượng nó thì ok. Chất lượng nó, cái dòng cánh thép này nó làm cũng mượt mà, cũng không thua gì Nado 5 đâu các bạn. Ai từng chơi qua các dòng hàng của Quixia rồi thì các bạn sẽ thấy Quixia là một cái hãng mà chúng ta có thể tin tưởng được ha. Rồi, anh Vy sẽ thử với con quay này trên bàn đấu xem như thế nào. Và trước khi thử con quay này trên bàn đấu thì anh Phi cũng nhắc lại Zalo của cửa hàng Abo, địa chỉ trước đi. Địa chỉ của cửa hàng Abo là 349 Tôn Đản, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ai ở gần khu vực này thì ghé rinh về là nhanh nhất ha. Còn nếu ai muốn mua giao hàng tận nơi thu tiền thì trước hết điều đầu tiên tiên quyết anh Phi cần nhắc các bạn đó chính là xin phép ba mẹ trước, sau đó mới liên lạc bằng điện thoại hoặc Zalo của anh Phi theo số 0907509342 để anh Phi sắp xếp giao hàng cho các bạn, và tất nhiên là phải có phí giao hàng ha. Còn nếu không thì các bạn đặt qua cái link anh Phi cài phía dưới cái đoạn clip này, thì các bạn nếu đặt đúng theo cái chỉ dẫn của trang Sen Đỏ thì các bạn sẽ được hỗ trợ phí vận chuyển khá là nhiều. Nhưng 145.000 này thì anh Phi không biết nó có được hỗ trợ phí vận chuyển hay không, thì các bạn cứ vào trong đó các bạn xem. Các bạn xem bằng cách là các bạn khai cái địa chỉ của các bạn vô trên đó, nó sẽ cho các bạn ra một cái khoản phí, xem một cái khoản phí mường tượng cơ bản của cái dòng hàng này và cái ngày giao hàng. Các bạn nên xem và phí và cái ngày dự kiến giao hàng là ngày nào nhé các bạn nhé. Và có thể các bạn cộng trừ 1-2 ngày xung quanh khu vực đó, chẳng hạn như nó hẹn 27 thì các bạn có thể là 26 hoặc 28 nhận hàng chẳng hạn, hoặc chính xác ngày 27 chẳng hạn. Thôi thì bây giờ anh Phi không nói nữa, anh Phi sẽ chuyển lên bàn đấu để anh Phi xem như thế nào. Nado 5 thì hiện nay ở cửa hàng anh Phi nó không có cái con Nado bằng sắt, anh Phi chỉ làm con Nado bằng nhựa thôi các bạn ha. Để cho nó an toàn ở cửa hàng, các bạn chơi nó không có bị đau tay. Và bây giờ anh Phi sẽ cho hai cái con quay này nó đấu với nhau xem như thế nào nha. Rồi các bạn chờ anh Phi chút xíu. Cái con quay Nado xuất hiện ở đây đó chính là con Nado bằng nhựa, Nado 5 bằng nhựa, nhưng mà nó thừa hưởng từ phần 1 luôn. Dây này là dây phần 1 nè, cục vật này là cục vật của phần 2 nè, rồi cái đế này là đế của phần 3 nè ha. Và cái nhân vật thì lại là của phần 5 nè ha. Rồi nó chơi nó thừa hưởng từ phần 1 luôn, và chắc chắn là anh Phi phán đoán là nó sẽ thua đó. Cho nên là anh Phi sẽ xuất quay của con quay Quixia trước, con quay hút thả của Quixia trước, và anh Phi đếm từ 1 cho tới 20 anh Phi mới cho cái con quay nhựa vào. Chấp trước 20 tiếng đếm luôn ha các bạn ha. Đó, giật thêm cái nữa ha. Rồi buông ra. Các bạn thấy không, nó quay rất là nhẹ nhàng và cái tay quay hiện nay nó vẫn còn quay nè. Thấy không? Rồi khoảng 5 tiếng đếm là 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20. Anh Phi ra con quay của Nado nè. Đó. Con quay nhựa nha. Anh Phi không có nói là con quay kim loại nha. Kim loại thì chưa biết anh nào hơn anh nào, tại vì cái con Nado của cái con dòng quay của Quixia này á, các bạn thấy nó quay không? Cũng rất là ok ha. Rồi. Sau một cú đá kịch trần thì anh Nado nhựa đã thua rồi. Nhưng mà cái anh này thì sau 20 tiếng đếm anh kia anh mới nhảy vô lần nha, chứ không phải nhảy vô liền đâu ha. Rồi đó là một cái phần mà anh Phi muốn gửi đến cho các em. Ở đây không phải cuộc chiến về Nado, không phải cuộc chiến về dòng quay vô cực,
mà chỉ là review về chất lượng sản phẩm mà anh Phi cảm thấy giá nó tương đối rẻ, hàng nó chất lượng ngon của một cái hãng là tương đối mình chấp nhận được, cái chất lượng nó được khẳng định và từ những năm qua với cái logo của, đây chính là logo của Quisia hả các bạn ha. Quisia viết là Q, W, Q là chữ Q của mình á. Rồi chữ UI thì phải. Rồi chữ S, chữ Y, chữ A không, Q là chữ Q nè, chữ Y nè, chữ S nè, chữ X á, chữ Y, chữ A là Quisia. Anh coi coi dưới này nó có viết Quisia không. Hả, Sensao Toy là cái tên hãng của nó ha. Còn cái logo này ngày xưa nó kêu bằng logo của Quisia. Anh coi trên vỏ hộp coi nó có để không. Đấy, ở phía dưới này chắc chắn có nè. Ồ, nó viết tiếng Hoa không? Cái này chính xác là hàng nội địa luôn đó các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong một cái buổi review về cái vòng quay vô cực nói chung. Vòng quay vô cực thì gồm có Nado Infinity nè, gồm có Beyblade nè và các con quay của các hãng khác đó các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong một clip kế tiếp.